Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cơm Camera. Các bạn thân mến, gần đây lướt đầu in Trung Quốc thấy rất nhiều video người Việt Nam đi chơi lễ hội. Nhiều vlogger Trung Quốc cũng đã đăng tải hình ảnh người Việt Nam đi chơi Noel và tham gia lễ hội The Chill Fest tối ngày 24 tháng 12 tại Hà Nội. Trong khi đó, tình hình người Trung Quốc hiện tại sau khi lới lỏng các biện pháp phòng chống dịch thì người người nhà nhà dương tính. Trước khi đến với phần bình luận, chúng ta cùng nhau xem một vài hình ảnh và cảm nghĩ của một số vlogger Trung Quốc nhé. Video của vlogger này với cái tiêu đề nghe rất kêu, choàng váng với Giáng sinh trong mắt giới trẻ Hà Nội, chính là nơi hàng trăm nghìn người xếp chồng lên nhau, người Việt Nam nhảy náo nhiệt, tôi một hạ tướng nhảy một cách cô đơn. Liên quan đến buổi lễ Giáng sinh của người Việt Nam ngày hôm qua, tôi thật sự chết lặng rồi. Những gì tôi có thể nói, nó như một cơn ác mộng, cảm giác bị ép và giảm cân. Các bạn xem, còn chưa đến 7 giờ tối, một số tuyến đường chính xung quanh Hồ Hoàn Kiếm và các quán bar, ngay cả ông già Noel cũng xuất hiện một đống ở đây. Giống như bị bao vây bởi đội quân xe máy của Việt Nam. Bởi vì chỉ cần có lễ hội ở Việt Nam, sẽ thấy người này biểu diễn. Không chỉ như vậy, tôi còn nghe nói có rất nhiều minh tinh đến hát trực tiếp. Bởi vì vậy, mà đêm nay những người trẻ Việt Nam tất nhiên sẽ kéo đến không ít và hò hét điên cuồng. Ở đây là Hà Nội, Việt Nam, hôm nay là lễ Giáng sinh của họ. Những gì người khác nhìn thấy là náo nhiệt, còn tôi nhìn thấy là cô đơn. Dù sao thì lễ hội tối nay cũng là xem miễn phí, một lát sau sẽ thấy họ nhảy quay cuồng. Tôi không hiểu từ nào cả. Thân khúc Việt Nam 2 phút hơn bản gốc. Tiếc là tôi đọc không hiểu. Giáng sinh ở thủ đô Hà Nội sôi động khỏi phải nói, đông đúc như bánh nhân thịt, pháo hoa tưng bừng. Lý do giới trẻ thích ở lại Hà Nội có lẽ đều là vì ngắm trai xinh gái đẹp. Không khí thật sự náo nhiệt phải không các bạn? Vì làm video cho các bạn xem nên Ad không có thời gian để đi xem lễ hội đây. Vì vậy, các bạn xem video này nhờ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ Ad nha. Sau khi xem được những hình ảnh người Việt Nam đi lễ hội đông đúc vui vẻ, cuồng nhiệt như vậy thì netizen Trung Quốc đã nói gì? Cùng Cơm Camera tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Bây giờ siêu thích Việt Nam. Bầu không khí này tại Hồ Nam của chúng ta không có. Bạn chưa bao giờ đến đó, không biết loạn như thế nào đâu. Đừng quá an toàn, giống như một con ếch trong giếng, không biết thế giới hạnh phúc và thú vị như thế nào. Cũng không phải là rất loạn, có tiền là được rồi. Hàng trăm triệu người chúng ta đang ăn thuốc hạ sốt. Bây giờ chúng ta ngoại trừ trước đây làm Tết Covid rất náo nhiệt, bình thường người thật sự rất ít, ăn Tết cũng không có hương vị Tết. Chúng tôi không thể làm điều này, đó là bất hợp pháp, bán bóng bay trên đường phố cũng ảnh hưởng đến cảnh quan thành phố. Hiện nay Việt Nam không có dịch, không cần Tết Covid, không cần đeo khẩu trang. Có vẻ như người bên đó mạnh mẽ và dũng cảm hơn. Chúng tôi ở đây cũng không được, ở kia cũng không được, lễ hội nước ngoài cũng không được, lễ hội truyền thống cũng không được. Bây giờ chúng ta là tử khí trầm trầm qua ngày lễ. Để so sánh một chút, chúng tôi tử khí trầm trầm, hạnh phúc, sức sống là những kỷ niệm đẹp. Tết Covid vẫn đang được thực hiện ở nhiều nơi ở Trung Quốc. Làm thế nào tôi cảm thấy như chúng ta không có một ngày lễ nào? Chúng ta không thể tự tin một cách mù quáng nữa. Lễ hội là để được vui vẻ, quản nó ngày lễ của riêng mình hay ngày lễ của người khác làm gì, một xã hội khoan dung là một xã hội bình thường. Nhìn những người khác đều rất hạnh phúc mà chúng ta đều rất thống khổ. Chúng ta ở đây một chút bầu không khí như vậy cũng không có, họ có mất tiền vé vào cửa không? Có bầu không khí này thực sự là quá sảng khoái rồi. Các DJ Việt Nam thực sự tốt hơn nhiều so với Trung Quốc. Thật hạnh phúc, chờ đến khi trở lại bình thường, tôi sẽ đến Việt Nam chơi, trước tôi đã đến Đà Nẵng. Lại muốn đến Việt Nam chơi nữa. Xem rất nhiều video, soái ca Việt Nam đặc biệt nhiều. Sống hạnh phúc ở một đất nước tự do. Tôi đã không thấy được cảm giác như vậy trong một thời gian dài. Các DJ Trung Quốc học hỏi đi, đừng chỉ nằm trong quán bar để chơi. Không có dịch bệnh sao? Đang sốt cao 40 độ, tôi yếu đuối hỏi, virus của họ đã đi đâu? Năm ngoái họ đã trải qua virus của bạn rồi, bây giờ miễn dịch rồi. Tôi sốt 39 độ 4, cảm thấy như bản thân sắp chết đây. Người ta tiêm vaccine là vaccine thật. Virus sẽ biến chủng và tấn công chúng ta. Này, virus tại sao chỉ nhắm vào người Trung Quốc chúng ta vậy? Những nơi không có văn hóa riêng của họ, đặc biệt thích lễ hội nước ngoài, chúng tôi có văn hóa riêng và lễ hội của chúng tôi, một chút cũng không ghen tị. Tôi nằm trong chăn và lắc lư với người Việt Nam. Năm 2000, quán bar ở các thành phố trong nước đón Giáng sinh tràn ngập, bầu không khí lễ hội vào thời điểm đó náo nhiệt hơn như thế này nhiều. Mẹ nó, tôi ghen tị rồi, trong nước thì là tình cảnh vắng vẻ, ngưỡng mộ không khí quẩy tưng bừng của Việt Nam.
Tết Nguyên đán mình cũng không cần, người ta ôm phương Tây là chuyện bình thường. Chào, người Việt Nam không có virus sao? Sợ cái gì? Người Việt Nam bọn họ không sợ, tôi tuyệt đối không thể sợ hãi. Dịch bệnh ở Việt Nam hiện nay có nghiêm trọng không? Chỉ có Trung Quốc có quy mô lớn, cuộc sống bên ngoài đã được bình thường hóa. Người Việt Nam đã bị nhiễm virus nhiều lần trong 3 năm qua. What? Các bạn có thể ăn mừng lễ Tết một lần nữa vào tháng tới. Thật hâm mộ, chúng ta bên này sắp không còn cái lễ nào rồi. Giống như hàng xóm năm đó, tất cả sự thịnh vượng giả tạo thuộc về bố thí của phương Tây. Đây là cái quái gì vậy? Lễ hội Việt Nam náo nhiệt như vậy. Nền tảng Internet của họ chắc chắn không phát triển, vì vậy trên đường phố mới phát triển. Điều kỳ lạ, Việt Nam đã không còn dịch bệnh rồi sao? Thật là một nơi hạnh phúc. Họ nên có lễ hội Khổng Tử. Không cho phép đón lễ hội phương Tây, sau đó lễ hội của riêng mình cũng không thể đón. Bây giờ đều đã trở thành lễ hội mua sắm. Sao phải quản nó là lễ Tây hay lễ ta? Có thể kiếm tiền, có thể kích thích hoạt động tiêu dùng, liền là ngày lễ tốt. Tôi tự hỏi tại sao virus Omicron không đột biến ở đó, mà khi đến với chúng ta ở đây, liền biến hẳn thành mấy loại. Quảng Đông bây giờ, đường phố vắng vẻ, không có sức sống, không được phép bày hàng, cửa hàng lấy làm nơi tiếp nước. Sự náo nhiệt trước đây không bao giờ có thể tìm thấy trở lại. 10 năm sau khi phát triển kinh tế sẽ cảm thấy đây là hành vi ngây thơ, trước đây Quảng Châu cũng vậy. Tại sao bắt chước Giáng sinh của người ta, nhưng bầu không khí này là một xã hội lành mạnh và thịnh vượng? Tại sao tất cả mọi người trên phố Thượng Hải của chúng tôi, người nào cũng cau mày và vội vội vàng vàng? Tôi nghĩ rằng Trung Quốc là một quốc gia đa văn hóa và đa sắc tộc, nên tự tin văn hóa, bao gồm tất cả các loại văn hóa. Bây giờ lễ hội nước ngoài không đón tốt, lễ hội truyền thống cũng không có bầu không khí lễ hội. Giống như những năm 1990, người Trung Quốc ngày nay về cơ bản không có sự quan tâm đó, sự tự tin văn hóa là quá quan trọng. Việt Nam không có lễ hội truyền thống sao? Lễ Tết của họ còn náo nhiệt hơn hàng triệu lần so với Trung Quốc. Cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy năng lượng hơn chúng ta. Những hình ảnh như vậy là không dám mong đợi từ người dân Trung Quốc hiện nay. Cuộc sống trở nên giàu có, vẫn cảm thấy kỳ nghỉ của chúng tôi phù hợp hơn, sống hạnh phúc hơn. Có lẽ chúng ta ngày càng không thích Giáng sinh, lễ hội này luôn luôn là của phương Tây. Rõ ràng là không có văn hóa, lại được làm màu thành tư tưởng cởi mở, bao dung và tích lũy, cười chết. Tên bạn là Kang Lam Style, có nghĩa là gì? Của trách người khác, không bao giờ chịu nhìn vào gương. Còn rất nhiều bình luận khác nữa, đủ các ý kiến và thắc mắc đưa ra. Đọc những comment của netizen Trung Quốc, các bạn có thấy cuộc sống của chúng ta hiện tại Việt Nam đang may mắn hơn họ vì chúng ta ít nhất đang có được cuộc sống tự do và không phải sống trong ám ảnh về dịch bệnh nữa. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.